Hello, xin chào anh em. Quý khách hàng của bạn tiếp tục trở lại với kênh mua bán xe đã cũ của bên mình. Ngày mới kính chúc anh em, quý khách hàng của các bạn luôn luôn tràn ngập năng lượng và tràn ngập tiếng cười. Một ngày hạnh phúc và luôn lúc nào cũng có nhiều may mắn trong cuộc sống. Thì ngày hôm nay tiếp tục lên cho anh em một mẫu xe với thương hiệu là Kia K190 phiên bản thùng lớn đời 2016, niên hạn sử dụng đến 2041. Nước sơn màu trắng rất là bắt mắt. Đường kính mâm là 12 inch, vỏ 5 inch, là bánh phía sau là bánh đôi. Đường kính mâm bánh phía trước là 14 inch, vỏ 6 inch. Xe này sử dụng giò ga phuộc, không có nhíp anh em, nhún nhảy như xe du lịch. Chạy rất là mượt, tải trọng phép cho hàng hóa là 1,9 tấn. Khối lượng toàn bộ là 3,7 tấn, khối lượng bên thanh là 1,6 tấn. Thùng dài 3,2 m, chiều ngang là 1,670 m, chiều cao của cái bẩn là 360 mm. Nói chung là nội thất ghế bọc da ba chỗ ngồi rất là sang trọng. Hộp số thì 5 số tiến, 1 số lùi. Vô lăng thì có trợ lực, dầu cũng rất là nhẹ nhàng. Nội thất sạch sẽ, gọn, đẹp. Nói chung là mọi thứ đều rất là ổn với cái mẫu xe này. Tắp đi tắp đôi cửa nhìn còn khá là mượt. Nếu em thích cái mẫu xe này thì cứ liên hệ trực tiếp với mình, hoặc đến đây xem xe, trải nghiệm và lái thử. Nếu cảm thấy phù hợp thì hãy đem em nó về phục vụ mục đích kinh doanh vận tải bằng chuyển hóa của anh em quý hàng của bạn. Siêu phẩm Kia K190 tải trọng 1,9 tấn thùng lưỡng xịn sò đó, với mức giá bên mình dự kiến là 195 triệu. 195 triệu có bớt lọc lá nhẹ cho nên mới đi xem xe. Thùng lưỡng tiêu chuẩn sàn sắt bửng sắt, nói chung thùng tiêu chuẩn thôi nha anh em, rất là dày và cứng cáp luôn. Nói chung thùng rất là chất lượng, nói chung mà xe này cũng rất là ổn và rất là đẹp. Sắt bao dày bao cứng, gầm cao. Nói chung là mọi thứ đều rất là mượt mà với cái mẫu xe này. Nếu anh em với cái mẫu xe này cứ đến đây xem xe, trải nghiệm và lái thử. Nếu cảm thấy phù hợp thì có thể cho anh em nó về phục vụ mục đích kinh doanh vận tải vận chuyển hàng hóa của anh em, của hàng cùng các bạn. Vỏ lốp gai cũng còn rất là cao luôn đó, bánh sau bánh đôi gai cao, vỏ lốp còn khoảng 60-70% anh em. Nước sơn rất là bắt mắt, cụm đèn pha Lucen thiết kế phía trước dạng mắt mèo. Đây là cái dòng K190 giống như cái dòng Kia K27 anh em. Cái đầu cabin nó giống giống như vậy. Kính chỉnh điện khóa cửa trung tâm, tháp ly tháp lô cửa cũng rất là sang trọng nha. Xe này nó không có máy lạnh nha anh em. Vô hữu lăng trợ lực con lái nhẹ nhàng. Nói chung là mọi thứ đều rất là ổn. Nói chung là mua chỉ vì chạy thôi, không cần phải làm gì thêm. Với cái mẫu xe tải Kia K190 xịn sò như này, tải trọng 1,9 tấn nha anh em. Thùng nhiệm 3,2 m, phiên bản thùng lưỡng rất là xịn sò luôn. Đó, động cơ của nó động cơ Kia. Với dung tích xi lanh của khối động cơ cũng rất là mạnh, nó chạy bốc lắm. Xe này chạy rất là bốc luôn em, dòng Kia này chạy rất là sướng, rất là bốc. Luồng lách những đường hẻm hóc rất là ok luôn. Thaco Kia K190 1,9 tấn thùng dài 3,2 m. Nếu em thích cái mẫu xe này cứ đến đây xem xe, trải nghiệm và lái thử. Nếu cảm thấy phù hợp thì hãy đến em nó về phục vụ mục đích kinh doanh vận tải vận chuyển hàng hóa của anh em, quý hàng cùng các bạn. Đầu cabin nhìn rất là mượt, nói chung là xe nhìn rất là ổn anh em. Đó, Kia chạy rất là sướng, rất là khỏe, rất là mạnh nè. Nếu anh em quan tâm cứ liên hệ trực tiếp với mình ở đây xem xe, trải nghiệm lái thử. Đó, đây là phiên bản thùng lửng nha, cabin zin, không có đâm đụng, chỉ có dặm tuốt thôi. Xe đời 2016 cũng sâu rồi, nên chuyện việc dặm tuốt nước sơn đánh bóng rồi sơn phết dặm bình thường nha anh em. Đó, xe pin là sâu rồi. Đó, nếu anh em quan tâm thì cứ đến đây xem xe, trải nghiệm và lái thử để cảm thấy cái độ chắc của chiếc xe này. Nếu ưng ý mình có thể đi đến đó rồi phục vụ được kinh doanh vận tải chuyển hóa của anh em, của hàng của bạn. Động cơ Kia với dung tích xi lanh là 2,6 lít, công suất là 61 kW, chậm tua 4.001 nha nè. Máy dầu 4 kỳ, 4 xi lanh nữa nha. Máy thì không có turbo tăng áp, nhưng mà máy rất là khỏe, chạy rất là bốc, rất là sướng nha, rất là tiết kiệm nhiên liệu luôn. 195 triệu ra đi em Kia K190 đời 2016, niên sử dụng 1941, 1,9 tấn thùng lưỡng này 3,2 m thùng tiêu chuẩn. 195 triệu nha anh em. Cảm ơn anh em quý hàng của bạn đã theo dõi cái video báo giá bên mình. Xin chào, hẹn gặp lại anh em quý hàng của bạn trong những cái video báo giá cũng như cập nhật liên tục tình hình giá cả xe cũ tiếp theo của mình. Cảm ơn rất nhiều, xin chào, hẹn gặp lại.